Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2024. Chúng tôi đang có mặt tại Phủ Thờ Môn Ba. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh ở Phủ Thờ Môn Ba vào ngày 8 tháng 4 năm 2024. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi tiến vào bên trong khuôn viên của phủ thờ ông bà Nguyễn Văn Thới. Đây là các anh cháu trong đội lăng. Cái này chừng nào biểu diễn hả cân? Dạ dạ. Chừng nào mình múa? Chắc tối á. Tối hả? Dạ. Rồi rồi. Dạ ơi nhớ quay nha. Rồi rồi rồi. Là cái gì? Thành quý. Thành quý. Thành quý cư sĩ. Quý. Dạ dạ. Rồi tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi vào bên trong nơi phía trước của thờ của ông Ba. Quá đông quá vậy. Các cô bác đều tập trung ở phía trước nơi đặt bàn Phật để tập trung cầu nguyện cho quốc thế dân an. Hiện tại bây giờ ở bên trong phủ thờ của ông Ba rất là đông quý vị, cho nên không thể vào bên trong để quay khu vực ở bên trong phủ thờ ông Ba được. Đến những chỗ đông người như thế này, quý vị cũng nên cẩn thận tiền bạc và không nên đeo vàng dòng theo. Đây là khu vực cho học é xâm lạnh. Cho đầu cho người ta uống như thế này thôi. Đây là khu vực cho nước đậu. Dạ dạ. Đến với lễ dỗ của ông Ba thì tất cả những quà thực, thức ăn, nước uống đều miễn phí quý vị.
một chỗ nữa. Kiếm người quen ở đó đó. Dạ. Đây là khu vực đãi ăn. Đây là khu vực đãi ăn quý vị. Quá đông. Số lượng cô bác trở về với lễ ông bà nhận thấy càng lúc càng đông. Quá hàng nó quá khứ rồi. Quá khứ đồng quý vị ơi. Dạ. Đây là cô bác đến dự lễ ông ba và dùng cơm quý vị. Dạ. Sinh năm 1866 và mất năm 1926, sinh năm Bính Dần và tịch cũng năm Bính Dần. Ông bà hưởng thọ được 61 tuổi. Hướng nào cũng đông chặt người ta hết quý vị ơi. Mọi người trở về dự lễ ông ba năm nay tưởng tượng như là biển người vậy quý vị.
bếp mà nãy giờ 3 năm mà chưa tới bếp. Cô chưa lại quá đông rồi thì là. Cái chị đó già quá nói hồi sáng chậm chắc phải mình cũ. Thành quý chơi sĩ, quý chơi sĩ, dạ dạ. Ai à? Thấy là chơi không mà không thấy hoài nào, giờ mới thấy hoài nữa à? Dạ. À, đây là cái này là bánh mì chấm cà ri. Dạ dạ. Thành quý chơi sĩ. À. Dạ. Mấy đồng tiền mì không à? Dạ. Con Thành quý chơi sĩ đó. Dạ dạ. Này bánh tét quá vậy. Quá đông rồi quý vị ơi, hàng nghìn hàng triệu cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ dỗ của ông ba năm nay là phải nói là không thể nào tưởng tượng được. Súp nhìn rất là hấp dẫn quý vị. Đây, ngủ nhiều. Tất cả các cái lối đi đều chặt nứt người quý vị ơi. Đây là khu vực đãi cơm ở trại cơm số 6.
đây là khu vực đãi cơm rồi bún nước lèo. Nước sôi. Kiếm chậu. Ô, vô đây nước sôi, nước sôi. Ép không thiếu cái lạ. Lạ không ép lên gì hả? À, ngay thời điểm này thì ở trên bầu trời ở tại khu thờ của ông bà theo quan sát thì cũng bắt đầu chuyển mây quý vị. Và đây là khu vực đãi xài. À, quý vị nào đi lễ ông bà thì có thể đến đây dùng xài quý vị. Đây. Cái này nước gì hả hai? Nước gì mà? Nước sâm. Nước sâm. Nước sâm. Dạ dạ. À, đây là nước nước sâm quý vị. Ờ. Quý vị có đi lại ông bà thì xin cái đây để dùng nước sâm nha quý vị. Dạ. Ở đây là các cái cô chú anh chị em ở trong bàn đãi nước sâm. Quá đông quý vị ơi. À, đây là khu vực đãi ăn ở bên phía Tây Lan. Đây là khu vực làm thức ăn, tất cả các cái cô bác tất bật các công việc để làm những món thức ăn để nhằm đãi cho cô bác từ khắp mọi nơi trở về đây giữ lễ của ông bà được no bụng và đồng thời tiện cho quốc thế dân an.
đây là khu vực cô bác sắc mít. Quá đông rồi quý vị ơi. Hiện tại ở trên bầu trời thì đang bắt đầu chuyển mưa. Rất có thể xảy ra mưa ở nơi Phú Thọ của ông Ba quý vị. Đây là những đòn bánh tét đã được hấp chín và đem ra đãi cô bác. Đây là bánh tét kìa quý vị. Không. Những hình bánh rất là ngon. Cho em xin một bánh nhé. Dạ. Rồi đây là những cái hình bánh tét đã được cắt ra tại Phú Thọ Cúng Ba quý vị. Mời quý vị cùng với chúng tôi ăn bánh nha. Bánh rất là ngon quý vị. Rất có thể là mưa ở tại Phú Thọ Cúng Ba quý vị. Nhận thấy trên bầu trời cáo mây rất là đen kịt. Đây là hình ảnh rất là đẹp.
của các cô làm công tác từ thiện. Mới vậy nhà thốn cơm nha quý vị. Tất cả các cô bác cũng ngồi nghỉ tại nơi đây. Đây là tổ đãi sâm hột éo quý vị. Rồi. Quá đông cái gì ạ? Ngay thời điểm này không thể nào vào trong chánh điện được quý vị. Các cái cô bác đứng ở ngoài cầu nguyện vô luôn. Năm nay năm gồng còn mấy tội xuống gồng. Wow.
Đây là khu vực thuốc tán của vậy. Quá đông quý vị ơi, càng lúc nhận thấy lượng người trở về dự lễ của ông bà càng lúc càng đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, đi mua cho má. Đi mua rồi, dạ. Ở đây là cho xài muối ớt quý vị. Quá đông quý vị ơi, tất cả các cái ngõ đường đều chặt nứt người hết. Chú ở trong khu vực đải nước mía. Quay à. À, đây là khu vực đãi cơm của trại cơm số 2. Cơm số 5. Quá đông quý vị ơi, đây là khu vực đãi cơm. Dạ. Dạ, chào con nha. Dạ. Dạ. Mình đến đâu mà đi lại con? Mình ở Sa Đéc. Dạ dạ, Sa Đéc. Sa Đéc. Sa Đéc Đồng Tháp. À quay 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 xuống lại đi Bảo.
Anh Quý, anh Quý cư sĩ, trong con nó cũng đọc chuyện bên này lắm. Chị bên thầy hả? Rồi, rồi. Rồi, chào con nha. Dạ, dạ. Đây là các cô ấy đi dự lễ, ông bà dùng cơm quý vị. Chào con. Rồi, chào các con nha. Dạ. Kênh của em là Thành Quý cư sĩ. Thành Quý cư sĩ. Dạ. Dạ, kênh của em chuyên đọc chuyện bên thầy đó. Chuyện bên thầy nhiều lắm. Dạ, Thành Quý cư sĩ. Dạ. Đây là các cái cô chú trong tổ đãi cơm. Nhìn các cái món đồ ăn rất là ngon quý vị. Cái này là mít mít kho phải không cô? Ấy vậy sao? À vậy đây là cũng vừa. Quá ngon quý vị ơi. Dạ đây là tàu tổ kho. Dạ. Có đủ món đồ ăn hết trơn. Dạ. Không thể nào mà tưởng tượng nổi cái lượng cô bác anh chị em từ khắp mọi miền đất nước trở về dự lễ giỗ của ông ba năm nay quý vị, nhìn rất là kinh khủng. Đây là các cái cô làm đồ ăn quý vị, nào là mầm đá rồi là bắp cải, vân vân, tất cả những vật liệu được chuẩn bị một mặt nhằm làm kịp thời những thức ăn để cô bác từ khắp mọi nơi trở về buổi lễ ngày hôm nay. Quý vị thấy tất cả cái ngõ đi, ngõ nào cũng chặt nứt người hết. Nhìn quá kinh khủng anh. Dạ năm nay hết sức luôn rồi. Dạ. Thấp xét ngày qua bữa đó là mới thấp ở 16. 7 tấn điểm.
Vậy là sao? 7 tấn lận. Hả? 7 tấn lận. Trời ơi, vậy mà tôi nói 5 tấn. Đâu có 5 tấn đâu, 5 tấn là cho không đủ không anh? Ờ, vậy hả? Bà con gì là không đủ à? Trời ơi. Nói không bưng ra một dĩa như vậy là mà một hơn một đòn à. Tức là một đòn nữ đó. Đúng rồi, nếu mà 5 tấn là chắc không đủ bánh đi đẩy rồi cô bác. Đẩy cho bà con cô bác ăn gì đó. Bữa mùng 5 á, là mình mùng 4 cao lá, mùng 5 cạo lá, mùng 6 bắt đầu tối, là tới mùng 6, mùng 7 nè, bữa mùng 7 là bắt đầu vô đẩy rồi đó. Đẩy là vô đẩy, và bữa nay là mùng 8, ngày mai là mùng 9 là mưa giờ. Bắt đầu cúng rồi đó. Vậy là ngày mai tới 10 giờ mới cúng. Dạ, là tao cúng tập trung đó anh. Dạ, cúng tập trung đó. Tôi hồi nào tới giờ tôi không có giữ cái ngày chánh lễ nên ra không có biết. Dạ. Vậy là ngày mai cúng tập trung 10 giờ. Dạ, cũng như là thì bữa nay là cúng tiên. Dạ. Cúng chánh là bữa mùng 9 là chánh. Dạ. À, mùng 6 là bắt đầu gói bánh, mùng 7 là bắt đầu vô lễ. Dạ dạ. Mùng 7 là mùng 8. Mùng 8 vô lễ là mùng 9. Dạ dạ. Là sáng ngày là bữa mùng 4, mùng 5, mùng 6 là người ta đông khủng khiếp luôn. Rồi, năm nay tôi thấy gì đâu mà. Mùng 8 là những dân là người ta luôn hả? Dạ. Tôi năm nay vừa thấy người ta tôi kinh khủng. Bởi vì bà con quán người ta ở thành phố Bình Dương, Sài Gòn về. Dạ. Người ta trước thì người ta đi khủng. Sau thì người ta ăn cơm. Ăn cơm là lấy cái lọc của ông ba qua dạ. Cúng lại niệm Phật và tu hiền đó là bánh ngon quá, nãy tôi cũng ăn hết hoành ngon lắm rồi. Rồi vậy cảm ơn anh nha. Rồi. Hiện tại thì ở Phú Thọ Cống Ba đang bắt đầu mưa quý vị. Cô bác cũng ngồi bên hai hành lang ở Phú Thọ Cống Ba để nghỉ quý vị. Số lượng người quá đông quý vị ơi. À, đây là tổ cấp thuốc miễn phí. Dạ không, thành quý cư sĩ. Dạ. Quá đông quý vị ơi. Mặc dù số lượng người đông như thế, tuy nhiên các cô bác vẫn cảm thấy vui vì mình đã dự được lễ giỗ của ông Ba lần thứ 98 năm nay. Đây là điểm cho thúc tán. Có thúc tán lạc đà không anh? Thúc tán lạc đà. Dạ đúng rồi, thành quý vậy. Dạ thành quý cư sĩ. Dạ. Đây là các anh trong tổ từ thiện quý vị cho thuốc tán lạc đà quý vị.
Phố thờ của ông bà đã mưa là một đám mưa rất lớn quý vị.